Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Crypto Ram. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà tôi đang tắt chatbot này. Ok. Rồi, một token có hiệu là XCHF khoảng 1,1 đô cho một token các bạn. Thì mình nhận được 13 token khoảng 15 đô nữa các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tại Twitter nè các bạn. Rồi trên tại Twitter nè các bạn theo dõi nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Sorry. Tiếp tục các bạn follow tiếp kênh Twitter thứ hai của nó nè các bạn. Rồi trên ngôi group bộ mình đã theo dõi rồi. Tiếp tục tại Twitter lên nè các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn tao quýt lại thôi các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Sau đó các bạn join kênh group nè. Mình đã join rồi. Join tiếp kênh seller nè. Chương trình này group này nó random cho 30.000 member may mắn nha các bạn. Rồi. Rồi join tiếp kênh seller nè các bạn. Rồi bắt đắp lên nè. Subscribe kênh YouTube nè. Rồi trên kênh YouTube nó bằng đăng ký các bạn. Sau khi đăng ký xong mà bắt đắp lên. Rồi, sau khi bạn xếp cái xong bấm nút check này các bạn. Rồi, các bạn bấm cho này drop này. Rồi, tiếp tục các bạn bấm submit detail này các bạn. Rồi, các bạn bấm done này. Kiểm tra có chuẩn group bên seller chưa, đã xong rồi các bạn. Hai mục này là quan trọng đó các bạn. Rồi, tiếp tục bạn gỡ đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter mình ra nè. Kiểu này khá là ngon đó. Thì các bạn mở tập Twitter các bạn ra, các bạn nhập ảnh avatar nè, nhập vào một hồ sơ nè, nhập vào ba cạnh cùng, nhập vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết gọi là chatbot nè. Sau đó các bạn gọi địa chỉ với bình bi sở mạng trên bếp 20 trên YouTube Collect nè. Rồi, họ có trên kênh trailer kênh group subscribe YouTube thì bấm đòn nè. Tiếp tục submit link request nè. Và nên coi tờ quýt bài nào ta các bạn. Rồi, bài tờ quýt của nó nè. Thì các bạn mở tờ Twitter của các bạn ra nè. Các bạn chia sẻ các bài các bạn đã tờ quýt nè. Các bạn sao chép liên kết nè. Gửi lại cho bot. Rồi sau đó bấm balance để check số cần mình kiếm được nè. Ok, mình đã nhận được 13.7 token XCHF nè. Bạn bấm vào cái link lấy link ghép chia sẻ trong bài những cái thằng đã kiếm được token nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.